mình để mình không có quét, nên mình để hôm nay là mình quét luôn nè nè, mình biết là chắc chắn ngày mai có sự kiện nên là mình để cái thể lực là để ngày mai mình quét luôn. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ quét thử coi 2.600 thể lực thử coi được bao nhiêu cái nón nha anh em. Mà cha đen quá ta, chơi trúng ngay con ghi luôn kìa. Ok, đánh ông những ông này thường là sẽ hết giờ không anh em, đang rất là thiếu đam để kết thúc luôn ấy. Mày đúng rồi, không măng được con Airi thường đang có full cây nổ khá là ngon. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay ngày 24 thì chắc chắn là có cái sự kiện mừng Noel rồi. Đấy, thì hôm qua mình đã nói là server Việt Nam chúng ta thì chuẩn bị đón chào cái đợt event Noel này. Thì mình không ngờ rằng cái sự kiện Noel này nó cũng có rất là nhiều cái sự kiện để chúng ta tham gia luôn đấy. Và cái mà mình thấy là đang được anh em chú ý nhất đó là cái cầu phúc chợ chiến đây. Trời ơi, cái ông phúc này thì đây là cái đợt lần mở đầu tiên của cái tính năng này. Đấy, mỗi lần quay thì anh em tốn một lần, anh em thì anh em tốn là 180 kim cương, còn 10 lần thì là 160. Đấy, chúng ta lời được 200 kim cương ha. Nhưng mà cái lần này thì chúng ta sẽ được gọi là đua bảng xếp hạng ở chợ chiến. Anh em quay mỗi lần quay là in nhân 10 á thì chúng ta sẽ được 100 điểm. Đó, ông nào mà được điểm càng cao thì sẽ lấy được cái top bên này. Cha mình còn nhớ là 100 mảnh của con Yukio bán hình như có 1.000 hay 2.000 mấy xu á, nó xu rút đó anh em. Còn bây giờ nó nằm ở trong phần top 2 được 150 mảnh của con Yukio, mảnh chợ chiến Yukio ha. Và cũng như là tinh hoa chợ chiến để chúng ta là nâng cấp này, đột phá này. Đây trời ơi, bây giờ chúng ta mà tham gia cái này thì mình thấy sự kiện này thì dành cho những ông nào mà những ông top nào mà đang dư kim cương và cũng như là muốn mở team thôi, mở team của mình thôi, mở cái trận chiến của team mình thôi. Còn những em nông dân như mình bây giờ mình đâu có nạp đâu anh em, nên là kim cương của mình đang để dành để còn vài ngày nữa thôi là sẽ đến cái đợt gọi là mèo chiêu tài rồi. Nên anh em đang có kim cương thì em đừng có đụng vào những cái này, để chúng ta lấy kim cương để chúng ta quay mèo nha anh em, quay mèo để kiếm được một ít kim cương nữa, tích kim cương nhờ mèo, mỗi tháng sẽ có một lần thôi đấy, nên em là nên là cân nhắc ha. Rồi rồi, còn một cái nữa nó cũng hao hao giống như là cái đợt event ở bên server WeWe, như clip hôm qua mình có làm, đó là những cái gói nạp mừng lễ Noel. À không phải, cái này là không phải gói nạp, đây là cái sự kiện giống như vậy, như là chúng ta cày hàng ngày vậy đó. Nhưng mà đợt này mình thấy nó ngon hơn em, đợt là nó cho cái huy hiệu ngẫu nhiên, còn đợt này nó cho nguyên một cái chiến hồn thương quan luôn, khá là ngon đấy. Anh em cố gắng cày full những cái ải này ha, những cái nhiệm vụ này ha, đây mới là gói nạp đây anh em. Túi phúc Noel nhỏ, vải đạn nhỏ mà 500k, 1 triệu, 2 triệu. Thì cái quà Noel ở bên server Việt Nam mình thấy nó cùi cùi sao nè. Mình coi bên server Trung Quốc rồi mình thấy nó ngon hơn nhiều. Đấy, nhưng mà anh em nào nói chung là có tiền có tất cả nè. Mấy ông top nạp có gần 2 triệu nè, được thêm vé chiêu bộ chợ chiến nó cũng khá là ngon. Quầy thêm giọt nước nữa này, được mười mấy ngàn kim cương để chuẩn bị đua boss đó nè. Ai tinh hoa chợ chiến này, nguyên liệu tăng cấp chợ chiến này khá là ngon. Đây đây là mấy túi phúc Noel lớn này nè anh em. Đây đây, cái gói này mới là khủng nè. Đây là được 500k, được 6.000 kim cương và chúng ta sẽ mở được gọi là cái hồn vũ khí của bắp quá anh em ơi. Hồn hàng xương, này là được chọn chứ phải ngẫu nhiên. Hồn hàng xương của Kula nè, hồn Orochi nè. Rồi hồn của Aori, hồn vô minh. Cái túi này cũng khá ngon anh em, mình tưởng mở ngẫu nhiên chứ ai về đâu được chọn thì cũng được. Giảm giá 8 thì chúng ta sẽ được 11.000 kim cương và được thêm gọi là mở cái túi, mở được tướng 4 sao và ngẫu nhiên mở được tướng 1 đến 3 tướng 4 sao nữa. Đấy, ở bên server Trung Quốc thì nó là tướng tướng UR. Đây, tướng UR, còn bên này là tướng SR. Ông nào mà nói chung là anh em đừng có nạp vội, sau này là chắc chắn nó sẽ ra. Ôi ôi, cái túi ở bên này 2 triệu kim cương thì cũng gọi là cho tạm được đi, nhưng mà cái túi này nếu mà ở bên chúng ta đợi những cái event hay là vài event nữa xảy ra thì nó sẽ sau này chắc chắn là đợt Noel xong rồi sẽ Tết Nguyên Đán nữa anh em, nên là sẽ có thêm một đợt event nữa.
Thì cái túi này ở bên CWW nó là mở ra nhận được một con tướng UR 5 sao. Đó, như video hôm qua mình nói rồi ha. Còn đây là được cái chiến hồn 6 sao. Đấy, cũng khá là cùi. Mà đối với cái thời điểm hiện tại nó khá là ngon anh em. Anh em nào nói chung là anh em chơi lâu dài thì anh em đợi đi những cái quà nào ngon thì anh em nạp thôi. Đấy, còn cái quà này mình thấy nói chung là cũng được thôi chứ không gọi là ngon lắm. Đấy. Thì song song với những cái sự kiện đó thì chắc chắn là ở bên này thì y chang như mình dự đoán luôn, thì nó sẽ có là đổi quà Noel. Đây là cái tất chúng ta sẽ đổi ra mở được cái nón Noel nè. Đấy, rồi chúng ta sẽ đổi được quà. Đợt này thì nó cho con Rugal và cũng như là hồn vũ khí của nó. Đấy, rồi tuyệt học huy hiệu, và cái chiến hồn bỉnh thệ nó cũng khá ngon nè, anh em có thể đổi chiến hồn bỉnh thệ ha. Còn mình á, riêng mình thì mình đổi ra sách nè, để nâng cho con ghi nè. Rồi cái huy hiệu, huy hiệu mắc quá. Để một cái là để đổi chiến hồn bỉnh thệ đi. Hoặc là đổi full cái mảnh vạn năng siêu, mảnh vạn năng thường chứ. Đấy, ok. Thì anh em nhận được cái nón này thì anh em có thể vượt ải Noel. Đó, anh em sẽ nhận được ha. Ok, bây giờ mình hôm qua là có cái đợt nạp thể lực đó nè, nên mình nạp được 2000 mấy thể lực. Mình để mình không có quét, nên mình để hôm nay là mình quét luôn nè nè. Mình biết là chắc chắn ngày mai có sự kiện, nên là mình để cái thể lực là để ngày mai mình quét luôn. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ quét thử coi 2006 thể lực, thử coi được bao nhiêu cái nón nha anh em. Ok, thử coi nó chua chát tới cỡ nào. Thì mình đang cần build con Yukio, con Hamaru chứ, bởi vì cho nó vào trong team, đánh ở trong cái phần đấu trường kia kìa anh em. Cần những cái team mà là tóc xanh, tóc đỏ, tóc đen vậy đó. Đấy, nên là bây giờ mình phải build nó lên một tí nè, nâng tiềm năng cho em nó đi nha. Đâu coi, được thưởng thêm nè anh em. Đây là cái là nón này em được thưởng thêm khi anh em quét, mà tỷ lệ thấy khá là thấp. Ok, quét hết luôn rồi, tiếng hồn nữa chúng ta sẽ tổng hợp ha. Nâng tiềm năng cho nó lên một tí nè. Đấy, nâng cho nó được ở lên tứ môn luôn cũng được anh em. Ok, quét tiếp. Ôi, bay hết 1700 rồi, bay gần cả 1000 thể lực rồi anh em. Tốn kém thực sự luôn á. 2006 không biết được bao nhiêu nón đây. Nãy giờ ta không cần đếm ở trong này. Ôi, quét cái được 40 mấy mảnh nè, 40 mấy cục đá thủ. Rồi này 30, đây là 30, chúng ta sẽ nâng được thêm là nhị môn của nó. Ha. Huy hiệu lý tưởng, ok bạn luôn, lấy luôn. Đấy. Còn ai đây? Hamaru đạt cam hả? Bây giờ mình sẽ tăng thêm phẩm của nó nữa nha anh em. Tăng phẩm của nó nữa. Quét sạch luôn. Ok, tí hồi nữa mình sẽ vào trong túi đồ để coi được bao nhiêu cái nón nha nè. Cũng không cần là vào trong túi đồ đâu. Vào ở trong cái phần đổi nữa sẽ hiện cái nón ra rồi. Đấy, trời ơi, đau quá anh em ơi. Rồi, hết rồi đấy. 2006 thể lực. Chúng ta được bao nhiêu mảnh? Coi nha anh em. Mừng lễ Noel, chúng ta nhận được thêm mảnh của con Rugal, Simi và cũng như là được tuyết Noel. Tuyết Noel này thì anh em đạt được 60 cái. Chúng ta là sẽ được cái chiến hồn thương quang. Anh em ráng cố gắng cày cái nhiệm vụ này ha. Ôi, quét được 400 mấy lần ải thường anh em. Ok, vào coi được bao nhiêu cái nón nha. Quay ra được 51 cái nón anh em, được 51 cái nón. Đây, số bên này là số 51 đây. 51 trên 80 nè. Đó, trời ơi, quét được 2006 thể lực, được 51 cái nón, quải đạn thực sự. Đấy, hên là hôm qua mình có là... Đây, mua thêm anh em, mua thêm thể lực. Quét tiếp. Đấy, hên hôm qua mình có chừa 2000 mấy thể lực đó anh em. Hình như là cái thể lực này nó sẽ có giới hạn, đó là chúng ta chỉ có tích được, hình như là chỉ có 3000 thôi đúng không anh em. Ông nào mà tích là trên 3000 như là coi như là bị mất cái số thể lực đó luôn đấy, nên anh em cân nhắc ha, cân nhắc anh em quét ha. Ôi hết rồi. Rồi được 53 cái nón, trời ơi. 100 thể lực được 2 cái nón, vãi đạn chưa. Đó là cái tỷ lệ ra cái nón đó, để cho anh em trải nghiệm ha.
để coi coi hôm nay có những cái gì mới nữa không. Hai cái túi phúc nè, mừng quà nè, cái đang còn cái chậu kim cương. Ngày hôm nay là ngày cuối rồi nên là ông nào top á thì có thể là chơi cái cầu phúc chợ chiến này. Đấy, để ngày mai chúng ta nhận được thêm phần trăm lấy lại kim cương ha. Còn ngày mai hoặc ngày mốt ngày kia không biết còn cái sự kiện nào để chúng ta tiêu kim cương nữa hay không. Đấy, đó thì chúng ta đợi ha. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là không có đâu, bởi vì tầm vài ngày nữa thôi hết cái đợt event này. Để mình coi coi cái đợt Noel này là bao nhiêu ngày nha anh em. Cái mừng lễ này là tới sau 7 ngày lận. Còn ở bên này thì là uê, chỉ có một ngày thôi hử. 17 giờ. Rồi, ở trong này coi coi. Trong này thì là ngày 24 tới hàng ngày 29, đó là cỡ 5 ngày, 5 ngày, 5 ngày là sẽ hết. Đấy, chắc hết 5 ngày này là sẽ có được là rút vé, rút vé đua boss. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là có sớm hơn anh em, tầm cỡ ngày thứ 28, 29 là có rồi. Đấy, hôm nay là ngày thứ 24, chắc là ngày 29, vừa hết cái event này ha. Rồi ok, thì bữa giờ mình chưa có đánh đấm cái tem chính của mình cho anh em coi. Là sẽ vào trong đấu trường coi mình lấy lại cái top 4 thôi coi anh em. Bữa giờ trời ơi ông mạnh thế nhờ. Mấy ông này build cái gì mà à chắc ổng là nâng cái chiến hồn của Orochi rồi anh em ơi, cái vũ khí Orochi rồi. Thần khí Orochi mình chưa match anh em. Mới có 90% mà đang để dành cái mảnh bản năng siêu để build cho tướng chứ không có build cái chiến hồn này. Chắc mình sẽ nâng một tí đi. Mình sẽ nâng một tí cái chiến hồn đó đi. Chứ bây giờ mà không nâng full nữa là đánh thua thiệt mấy ổng luôn đấy. Ok. Chà, Orochi của mình đang rất là thọt. Đổi 20 mảnh đi nè. Đấy. Qua bên này đổi vào nâng cái thần khí luôn. 90% rồi. Tốn thêm 3 mảnh Orochi nha, chứ không phải 30 mảnh nha. 5 mảnh. Ok, trời ơi, thốn quá vậy. Trời ơi, thốn quá vậy. Càng ngày nó càng lên anh em. Chỉ còn một bước nữa thôi là chúng ta sẽ đổi được mảnh thôi. Cái này mà tệ lắm rồi, cũng cả cái gần cái 100 mảnh đấy. Hai cái cục này nè anh em. Đau quá này, mới đổi 20 mảnh thôi là bay hết rồi. Rồi ok, thôi kệ nó đi nè. Mình sẽ vào mình đánh lấy lại cái top 4 cho anh em coi. Coi có chịu nổi không nha anh em. Ok, đội hình của mình thì mình chắc để như vậy. Đấy, để con Airy lên thử coi, để con ghi lên thử coi như thế nào. Kula, thôi vậy được rồi. Không có chợ luôn em, chưa có chợ chiến nữa. Cái chợ chiến này thì để mình coi coi sau thì chắc chắn là có cái sự kiện này cho anh em nông dân rồi. Chứ mà bây giờ nếu mà chợ chiến quay như thế này thì cho những anh top thôi, top mới mạnh thôi chứ nông dân chịu đâu nổi đó anh em. Mình thì mình cũng đang bữa giờ cũng ít nạp nữa nên là sẽ chừa cái số kim cương đó để chơi mèo. Còn cái sự kiện này thì mình nên là nét bỏ qua. Ok, trời ơi, tán vô con tán Irino cũng được. Irino cặp Irino bên kia rất là mạnh luôn nha anh em. Đúng rồi, không băng được con Orochi. Trời ơi, mình còn dư năng lượng quá trời luôn anh em. Tụi nó chứ không có chơi hết luôn kìa. Chứng tỏ là năng lượng của mình là tàn 1, 2 không à. Cha đen quá ta, chơi trúng ngay con ghi luôn kìa. Ok, đánh ông những ông này thường là sẽ hết giờ không anh em. Đang rất là thiếu đam để kết thúc luôn ấy. Mày. Đúng rồi. Không măng được con Airy thường đang có full cây nổ khá là ngon. Đợi con cây Digilith của mình có siêu kỹ nó tán trúng hàng sau nó đẹp anh em. Đấy thì cái đợt event này thì anh em thấy chơi như thế nào hợp lý thì anh em hãy comment bên dưới ha. Chứ mình là thấy là chắc là dành cho những ông top thôi. Còn những anh em nông dân như chúng ta thì chắc là không có dám đụng vào rồi. Chà, mới để con cây lít rồi đi bụi rồi anh em ơi. Ok. Giờ đẩy hàng giữa nó đẹp bạn ơi. Ừ hàng trên cũng được. Ừ nó băng Kula khá là ngon. Đấy, cố gắng nâng mát cái thần khí của Orochi là may ra đó, may ra mới dễ dàng lấy cái top 4 này lại anh em. Đang còn 50 mảnh nữa. Mình nghĩ cỡ chừng gần cả 100 mảnh nữa, mảnh Orochi nữa là may ra mới full được anh em. Mà đang còn cỡ chừng 50-60 cái mảnh bản năng siêu thôi. Nhưng mà còn rất là nhiều cái thứ để mình cần nâng luôn.
Ví dụ như là mở cái sao đỏ của con ghi, mở sao đỏ thứ ba cho con Kula, và cũng như là cái hồn vận mệnh nữa. Nên là chúng ta chơi lâu dài thôi. Không, uầy, lần đầu tiên thấy con ghi của mình được hồi sinh nha anh em. Đấy, nó hồi sinh do là mình mở cái chiến hồn thứ tư cho nó đó anh em. Nhưng mà mình chưa có nâng sao thôi. Nhưng mà được cái là em nó hồi sinh lại là cũng là ok rồi đấy. À cha, mới hồi sinh dính ngay dính ngay cái câm lặng vải đạn thật. Bên kia nó nhây quá anh em ơi. Tụi nó là còn hai mạng nữa kìa. À, nãy giờ nhìn là thấy là con Orochi bên kia là lên UR rồi. Rồi xong, đừng cào lan nha, chết Kula của mình đấy bạn ơi. Ui, thua cho chuyến này thua sạch sẽ luôn em ơi, không hết giờ nổi luôn nha. Mày chắc mình là phải gọi là bơm thêm cái thần khí rồi. Ok, đội 2 ra đây. Choa bên kia mạnh thực sự. Khi mà lên được cái thần khí của Orochi anh em thì cộng được một mớ là chỉ số cho team luôn, nên là tụi nó khá là trâu. Ôi ôi, không chết được Irino bên kia luôn, coi tụi nó hành xác team mình anh em. Nãy mà mình quét 2600 thể lực mà được có 50+ cái nón thôi, khá là thốn đó anh em, không phải đơn giản đâu. Tỷ lệ của nó mình thấy cũng khá là thấp so với mặt bằng, so với những cái event trước nó cũng thấp tương tự như vậy. Ly này lấy về để kích duyên thôi anh em ơi, bây giờ là không có chơi nữa. Nhưng mà những anh em nông dân vẫn chơi được con Ly cũng khá là ok nha anh em. Cái trận này chắc thua rồi nên mình sẽ bấm bỏ qua luôn đó. Thì anh em nào có ý kiến ai hết giờ hả ta ngon. Thì anh em đã có ý kiến gì về cái đợt event này cũng như là video này thì em hãy comment dưới ha. Có thắc mắc thì hãy comment dưới luôn. Đừng quên like, share, nhấn dẫn cho mình. Có rất nhiều nha.